bố nói không nghe. Muộn thế này rồi mà con bé Vi vẫn chưa về. Con dám chắc chị ấy sẽ mang bộ mặt đưa đám khi về nhà cho coi. Mới chia tay người yêu thì vui vẻ sao được. Con chào bố mẹ. Về muộn thế con. Thay quần áo rồi ra ăn cơm luôn đi con. Dạ thôi, hôm nay con không muốn ăn cơm. Cả nhà cứ ăn trước đi ạ. Chị con có kể cậu kia ở đâu, là người thế nào không? Chị ấy cũng có nói gì với con đâu. Con chỉ theo dõi Facebook của chị nên biết thôi. Vi, dậy đi không muộn học con. Hôm nay con hơi mệt. Con đau ốm thế nào phải bảo bố mẹ chứ. Quay ra đây bố xem nào. Hôm nay con không muốn đi học, bố cứ mặc kệ con. Từ hôm qua đến giờ con bé chỉ nằm đó khóc lóc rồi bỏ ăn, bỏ học. Cứ thế này mãi thì không được. Cái gì thế này? Bố Vi đã bày tỏ cảm xúc về bài viết của bạn. Bố Vi đã bình luận vào bài viết của bạn. Không thể tin được, bố đang dùng cái Facebook mà ngày trước mình lập cho bố. Xem ra bố cũng bắt đầu thích sống ảo rồi đây. Vi ơi, Vi ơi, chỉ cho bố cái này xem. Bố định đặt mua cái kính trên mạng, nhưng người ta lại bảo bố check inbox cái gì đó. Không ngờ cũng có ngày bố hỏi con mấy cái này. Cái đó là check inbox. Bố đưa điện thoại đây con chỉ cho. Bố có thất tình đâu, sao mà nhìn bố sầu thảm quá. Có chuyện gì thế hả bố? Bố đàn chán quá. Không hiểu sao bài viết tâm huyết của bố đang ở trên Facebook nửa ngày rồi mà vẫn chưa đến 10 like. Thông tin bổ ích mà chẳng ai quan tâm. Bố phải có mẹo mới được nhiều like cơ. Bố phải làm thế này này. Kể ra trước kia mình và Vi cũng chẳng mấy khi ngồi nói chuyện với nhau thế này. Xem ra mạng xã hội cũng có ích phết. Có người bình luận vào bài viết của con bé Vi này. Cái gì đây? Vi ơi, nghe máy đi. Mọi chuyện không như em thấy đâu. Cậu này chắc là người yêu của con bé. Để mình vào xem mặt mũi, tính tình cậu ta thế nào. Cái thằng láo toét. Con bé Vi đã bảo không muốn gặp, mà nó còn không chịu buông tha. Được rồi, để mình nói cho nó sáng mắt ra. Bố xem bố đã làm gì đây? Tại sao bố lại viết bình luận giáo huấn anh Tuấn như thế trên mạng xã hội? Bố làm con thấy xấu hổ quá đi mất. Hay. Bố chỉ nói cho nó biết đường tránh xa con ra. Còn chưa gặp mặt hỏi tội nó là may rồi. Bố ơi là bố. Chuyện của con, bố để tự con giải quyết đi. Bố làm vậy chỉ khiến con đáng thương hơn thôi. Tốt nhất là bố đừng quan tâm đến chuyện của con nữa. Cái con bé này, nếu mà tự giải quyết được vấn đề á thì đã không khiến cả nhà phải lo thế này rồi. Bố chỉ muốn giúp con thôi, chứ người dưng á thì bố mặc kệ. Con không cần. Bố không làm gì là giúp con nhiều lắm rồi. Bố chỉ toàn gây thêm rắc rối cho con thôi. Nếu ông mệt thì giao cho cấp dưới đi thay một hôm. Hôm qua ông có ngủ gì đâu, hôm nay lại đi công tác xa. Bà không cần phải lo cho tôi. Chuyến công tác này rất quan trọng, tôi phải đích thân đi. Bà ở nhà xem con bé Vi thế nào, lựa lời mà khuyên bảo nó. Cái con bé này, được chiều nên sinh hư rồi. Để nó vậy tôi sẽ mắng cho nó một trận. Ấy ấy, bà đừng có làm thế. Tính tôi nghĩ gì nói nấy, cũng không biết sẽ làm con bé khó xử như thế. Chắc tại thời đại của mình khác chúng nó. Giờ chỉ muốn bỏ đi thật xa. Chuyện gì thế này? Sao con bé Vi lại viết lên Facebook như thế? Nó định bỏ đi đâu? Vợ mình bảo Vi hôm nay đến trường, nhưng gọi mấy chục cuộc rồi mà con bé không nghe máy. Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Cậu Nam, cậu hủy lịch hẹn hôm nay cho tôi. Nhà tôi có việc, tôi phải về nhà gấp. Vâng. Thế cậu viết trên Facebook thế, mình tưởng hôm nay cậu nghỉ học chứ. Mình cũng định vậy, nhưng nghĩ kỹ lại, có khi mình còn phải cảm ơn bố. Nếu không nhờ bố, chắc mình còn bị anh ta bám đuôi dài dài. Đối với một kẻ như anh ta, dứt khoát càng sớm càng tốt. Ôi, mình để chế độ im lặng, cũng không để ý điện thoại. Có việc gì mà cả bố, mẹ và em gái gọi cho mình mấy chục cuộc thế này? Bố còn nhắn tin trên Facebook nữa này. Vi ơi, con đang ở đâu? Bố xin lỗi, tất cả là lỗi của bố. Con đừng bỏ đi đâu cả.
về nhà với bố mẹ đi con. Chết rồi, mình quên mất bố cũng dùng mạng xã hội. Chắc bố đọc được lại tưởng mình bỏ đi thật. Nhà cậu có chuyện gì hả Vi? Kia chẳng phải bố cậu sao? Bố ơi, con ở đây nè. Con làm cái gì thế này? Bạn bè, thầy cô cười cho bây giờ. Cười thì kệ người ta. Bố làm con nhớ đến hồi nhỏ quá. Vui nhất là những lần bố đến trường đón con tan học. Cái con bé này, bố mẹ cho con ăn học tử tế, mà sao lại thiếu suy nghĩ thế hả? Con định bỏ đi đâu? Với ai? Tiền đâu mà sống hả con? Bố mẹ bình tĩnh đi. Con chỉ buồn buồn nên viết linh tinh trên mạng xã hội thôi à. Chứ thật sự con không có ý định bỏ đi đâu cả. Con xin lỗi vì làm bố mẹ phải lo lắng. Con có biết bố con đang đi công tác phải bỏ về giữa chừng không? Ông ấy trước kia ghét cay ghét đắng mấy cái chat chít internet, thế mà giờ lại chịu mày mò học cách sử dụng. Ông ấy làm tất cả chỉ vì muốn gần gũi, chia sẻ với con thôi. Bà cào nhau con bé làm cái gì? Nó không sao là may mắn rồi. Con xin lỗi bố, từ nay con sẽ không như thế nữa. Hờ bà xem, hồi nhỏ con bé cũng toàn nói thế mỗi lần bị trách phạt. Lỗi của cô. Ai chà, năn nỉ mãi thằng Hùng mới cho mình mượn cuốn truyện. Nó lại còn bắt mình sáng mai trả luôn chứ. Cái thằng trông thế mà kỳ bo. Thôi chết, sáng mai lại có bài kiểm tra một tiết toán, tí kịp quên. Nhưng mà truyện mai phải trả rồi. Thôi, đọc truyện xong rồi tí ôn bài sau cũng được. Cuối cùng thì cũng xong, hay thật. Ôi, buồn ngủ quá đi mất, lại còn phải ôn bài nữa chứ. Ôi dào, toán có gì mà phải ôn, mình có bao giờ bị điểm thấp đâu chứ. Mình là học trò ưu tú của cô Thủy cơ mà, lo gì, thôi, đi ngủ cái đã. Thưa cô, em xin nộp bài. Cậu ấy đã làm xong rồi kìa, nhanh thế. Ôi trời, cây toán của lớp mà lại chẳng nhanh. Có mấy bài toán cỏn con, sao chúng nó chậm như rùa thế không biết. Gì thế này? Thưa cô chấm sai bài của em rồi. Không đâu, cô chấm đúng đấy. Không thể thế được, cô xem lại cho em đi ạ. Thôi được rồi, để đó cô sẽ xem lại. Hôm qua mình vừa nói với mẹ, chắc chắn năm nay mình sẽ được 10 phẩy môn toán. Vậy mà, làm thế nào bây giờ? Ba mẹ mà biết thì sẽ giận lắm. Cô Thủy đã gặp và nói hết với ba rồi. Đừng có để cô ấy mách ba một lần nữa, nghe chưa? Dạ, con biết rồi ạ. Hóa ra là do cô Thủy đã chấm sai bài của mình, đã thế lại còn mách tội với ba. Áo mưa của mình đâu rồi? Vừa nãy mình nghe thấy mấy thầy cô nói chuyện với nhau. Hôm qua bị dính mưa, cô Thủy bị tái phát bệnh phổi nặng lắm, đang phải nằm viện đấy. Tan học chúng mình vào thăm cô đi. Mình hôm nay mình bận rồi, mình không đi được đâu. À, hôm trước cô Thủy cũng nói với tôi chuyện thằng Minh đá bóng làm vỡ cửa kính nhà cô chú. Tôi sẽ thay cửa cho cô chú. Tôi cũng đã cho nó ăn đòn một trận rồi. Nhiều lúc nó cũng hơi quậy phá, cô chú thông cảm. Hóa ra trận đòn hôm nọ không phải do cô Thủy mách tội điểm 2, mà là cô Thủy hàng xóm. Này, cô Thủy yếu lắm rồi đấy, chắc cô không thể đi dạy được nữa đâu. Bài kiểm tra, hóa ra cô vẫn giữ nó mà chưa đưa cho ba mẹ. Hóa ra bài là do mình làm sai phương pháp. Vậy mà... Em...
Cô ơi, tất cả là do lỗi của em. Chính em đã làm cô thành ra thế này. Chuyện bài kiểm tra năm nào làm tôi ân hận suốt đời. Tôi nguyện sẽ sống tốt, thầm mong chuộc lại những lỗi lầm mà những năm tháng tuổi học trò cao ngạo vô thức của tôi đã gây ra cho người cô kính mến của mình. Từ những viên đá nhỏ. Ôi, mình lại bị đau đầu à. Mau bỏ củi xuống vào nhà nghỉ thôi. Hơn một tuần nay, ngày nào mình cũng đau đầu thế này thì không ổn rồi. Mình mau đi gặp đại phu xem thế nào, chứ không tôi lo lắm. Ừ, vậy chiều nay tôi sẽ đi gặp đại phu một chuyến xem sao. Bệnh tình của anh khá nặng đấy. Tôi sẽ kê đơn cho anh uống. Sau một tuần nếu chưa khỏi thì quay lại đây. Cảm ơn đại phu. Mình mau uống thuốc đi kẻo nguội. Hôm nay là bát thuốc cuối cùng rồi mà cơn đau đầu vẫn chưa thuyên giảm là mấy. Đại phu, tôi đã uống hết số thuốc ngài cho mà vẫn chưa thấy chứng đau đầu của tôi thuyên giảm là bao. Tôi đã chữa đau đầu cho nhiều người nhưng chưa gặp trường hợp nào như của anh. Lần này tôi cho anh liều thuốc mạnh nhất, nếu vẫn không khỏi được thì tôi cũng hết cách. Ôi, đau quá. Mình mau ngồi nghỉ uống thuốc đã nào. Tôi lại sắp uống hết thuốc rồi mà bệnh vẫn không chuyển. Chắc đại phu cũng không thể giúp được gì rồi. Tôi sẽ thuận theo ý trời vậy. Sao mình lại nghĩ thế? Cứ từ từ rồi sẽ khỏi bệnh thôi mà. Sắp đến mùa thu hoạch rồi, mình cứ đau ốm thế này thì phải làm sao? Một mình vợ lo hết việc, thế nào được cơ chứ. Mình có sao không? Hay là mình cứ về nghỉ ngơi trước, để tôi làm nốt cho. Tôi không sao đâu, một mình sao mà thu hoạch hết chỗ này chứ. Thôi, mau mau làm kẻo trời tối mất. Cuối cùng thì cũng làm hết. Đúng là thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn. Mình chỉ được cái khéo ăn khéo nói thôi à. Đầu lại đau rồi. À, đau quá. Đúng là hòn đá chết tiệt. Mình có sao không? Không, chỉ là tôi vừa chạm phải một hòn đá nhọn kia nên bị đau chân thôi. Ơ, lạ thật. Chân đau nhưng thấy đầu đỡ quá. Lúc nãy tôi còn đau đầu lắm. Lẽ nào viên đá nhọn kia lại có thể làm dịu bớt cơn đau đầu ư? Ơ kìa mình, sao lại lấy đá đâm vào chân thế? Tôi cứ dùng đá đâm vào chân là lại thấy đỡ đau đầu mình ạ. Hóa ra đá nhọn lại có hiệu quả thế. Thật vậy ư? Thế nào, bệnh của chú ấy dạo này có đỡ không? Dạ, uống thuốc mãi mà chẳng chuyển. Nhưng có chuyện này lạ lắm bác ạ. Thật vậy sao? Dạ thật đấy, em không dám nói sai đâu. Hôm nào bác cứ thử mà xem. Cô ba này, từ ngày tôi dùng đá nhọn đâm vào chân á, bệnh đau lưng của tôi cũng thuyên giảm đi nhiều lắm. Cảm ơn cô ba nha. Tôi cũng thế à, cứ trở trời là lại bị đau lưng. Thế mà giờ dùng đá nhọn đỡ hẳn đấy. Thuật châm cứu là phát minh lớn nhất trong lịch sử y học Trung Quốc. Ngày nay được áp dụng rộng rãi và thành công trên thế giới, chính là bắt nguồn từ câu chuyện giẫm phải hòn đá nhọn của người nông dân nọ thời xưa ấy. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.